cho người. Em xin tư những nỗi hồn, dịu dàng cho anh nụ cười. Cho anh nghe sao xuyến lòng, ngập tràn yêu thương về em. Mong bên anh yêu tháng ngày, được bình yên đến muôn đời. Trời xanh thiết tha để anh đón em về, đời còn bao tiếng.
Thay mặt cho gia đình trên phía nhà gái báo cáo tất cả các cụ cho các bạn cô thì chú bác cho cháu tìm hiểu chín mùi đến ngày hôm nay là ngày tổ chức các cháu thay mặt cho gia đình nhà gái và phía nhà trai cháu xin đón cháu từ nhà để làm cho con tất cả các cụ ông các bà cô thì chú bác mặc thì đấy thì thay mặt cho gia đình của nhà gái được sự ủy quyền của giáo sư tiếp là vua chồng trước tập thì quê nhà trong làng phấn hồng điểm câu mặt duyên tương lai có nhau trong đời lòng rồi mời ngất ngây trời bay cầu cho đôi lứa mãi bên nhau chúc mai bạc đầu trăm năm sẽ không bao giờ nhau phai kiều vàng đưa nàng về dinh câu ái ân trọn đời từ
chồng làng phấn hồng điểm tô mặt duyên, tương lai có nhau trong đời lòng rồi mời ngất ngây trời bay. Cầu cho đôi lứa mãi bên nhau, chúc mai bạc đầu trăm năm, sẽ không bao giờ nhà phai, kiều vàng đưa nàng về dinh, câu ấy ân trọn đời từ đây. Xây hạnh phúc cho mỗi tơ duyên đẹp đôi. Giờ anh là người hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh, và em là người hạnh phúc nhất khi có anh bên đời em. Trong vòng tay ấm áp anh hứa yêu em trọn đời, trong vòng tay ấm áp ta mãi bên nhau người ơi. Các bà và các quý vị đại biểu, hôm nay đoàn đại biểu nhà ca chúng tôi lên đây coi như là trình lễ báo kiến với tổ tiên họ nhà gái, và đồng thời xin phép các cụ, các ông, các bà họ nhà gái để cho phép đoàn đại biểu nhà ca chúng tôi được đón cháu Lan Hương, tức là về Đài Hòa Bình để tổ chức các như là hôn lễ của các cháu. Thay mặt đoàn nhà trai thì là cảm ơn coi như là các cụ, các ông, các bà và các quý đại biểu đã coi như là rất nhiệt tình, tức là đón coi như đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi. Và sau đây thì cũng kính mời coi như là các cụ này, các ông, các bà và các quý vị đại biểu họ nhà gái cùng với đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi về tức là Hòa Bình để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đấy, cuối cùng xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông trưởng đoàn của hội nhà trai và đoàn đại biểu của hội nhà trai. Không đúng, hoặc một năm mới có một ngày mới có một giờ đẹp nhất là giờ này đây. Anh em trẻ bạn muôn nơi cùng nhau tụ họp về đây chúc mừng, chè thơm bánh ngọt, rượu nồng gia đình gửi trọn tấm lòng cảm ơn. Còn chúng tôi còn được hơi thay mặt cho gia đình có lời cảm ơn với tất cả các cụ, các bà, cô dì, chú bác, các bạn nam nữ thanh niên, các vị tân khách gần xa của hai họ. Một sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và xin mời hai họ và đặc biệt là hai ông trưởng đoàn của họ nhà trai và họ nhà gái, chúng ta từ từ tiến ra xe hoa tuân trường của đời với. Mời về đây có gì chú bác anh em gần xa.
cũng hòa mình. Tình yêu
kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đám cưới thật vui, bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám rước dâu về làng họ hàng vui xa đón, cô dâu xinh tuyệt vời trong để ban tổ chức chúng tôi cử hành hôn lễ đúng theo sự sắp xếp của vị
trưởng ban tổ chức bên gia đình họ nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, từ sự nhất trí của hai vị trưởng đoàn, vị trưởng đoàn bên gia đình họ nhà trai, vị trưởng đoàn bên gia đình họ nhà gái, giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin phép được cử hành hôn lễ cho chú rể Hải Hoàn và cô dâu Lan Hương. Xin được hân hoan vui mừng nồng nhiệt chào đón quý vị khách quý là quan viên đại diện bên gia đình họ nhà gái, là khách thân tình bên gia đình họ nhà trai, là đồng chí đồng nghiệp, là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể đang có mặt tại hôn trường cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Lời đầu tiên, cho phép Hoàng Thắng xin được gửi tới quý vị lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý. Sự hiện diện của toàn thể quý vị là niềm cổ vũ động viên vô cùng lớn lao đối với gia đình họ nhà trai chúng tôi. Và vì tất cả những điều đó thì xin ông Trường hãy cổ vũ cho gia đình họ nhà trai chúng tôi một tràng pháo tay lớn ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các cụ, thưa quý vị, đúng là trăm năm trong cõi người ta, trai tài gái sắc khéo lòng chọn nhau, chuyện tình riêng có chầu cao, cha mẹ dạm hỏi cưới em cũng phải chọn ngày. Và ngày hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2018, tức là ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất. Đó là ngày lành tháng tốt. Trải qua một thời gian dài tìm hiểu, được sự tác thành của hai họ, hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương đã đăng ký kết hôn cho chú rể Hải Hoàn và cô dâu Lan Hương. Và ngày hôm nay đây, hai họ, hai bên gia đình long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn chính thức tại hôn trường của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Trong giờ phút tràn ngập niềm vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể, ban tổ chức xin được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn chính thức của chú rể Hải Hoàn và cô dâu Lan Hương chính thức được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là tình yêu hôn nhân là sự việc quan trọng nhất của đời người, đó cũng là ước mơ, là hoài bão, là hạnh phúc ngọt ngào nhất mà trai gái yêu nhau hằng đêm từng ước mơ đợi chờ tìm hiểu. Trải qua những năm tháng tìm hiểu đợi chờ thì ước mơ chung đôi đối với Hải Hoàn và Lan Hương ngày hôm nay đã thành hiện thực. Từ tình yêu đi đến hôn nhân, đôi bạn trẻ đã có một thời gian dài tìm hiểu nhau, cùng yêu thương nhau, và đến ngày hôm nay đây đã chính thức chinh phục được đỉnh cao của tình yêu và chinh phục được sự yêu mến của hai bên gia tộc. Và sự hiện diện trước hôn trường của gia đình họ nhà trai, đó là đoàn đại biểu bên gia đình họ nhà gái đưa người con gái Lan Hương của gia đình mình về bên gia đình họ nhà trai chúng tôi để làm dâu trong dòng họ, làm con trong gia đình và làm vợ của chú rể Hải Hoàn. Vào giờ phút này đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ý kiến đến phát biểu trao dâu đến từ vị trưởng đoàn bên gia đình họ nhà gái. Xin ông trưởng một tràng pháo tay thật đông nghiệp ạ. Dạ vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý, cùng cô dì, chú bác và bạn bè thanh niên nam nữ của hai họ bốn nhà. Tôi xin giới thiệu, tôi là cậu của cháu Hương. Hôm nay tôi được sự ủy quyền của bà ông Đào Sơn đưa cháu Hương về làm dâu con của tất cả các cụ, các ông, các bà cùng cô dì, chú bác ở quê hương hòa bình thân yêu của chúng ta. Tuy nhiên, cháu Hương của gia đình chúng tôi, cháu đã tuổi trưởng thành nhưng việc va chạm ngoài xã hội cháu vẫn còn cần phải học hỏi. Thay mặt cho gia đình của họ nhà gái, tôi xin kính mong tất cả các cụ, các ông, các bà cùng cô dì, chú bác, cha mẹ của cháu hãy dìu dắt và bảo ban cháu thêm để cháu được hoàn thiện hơn. Và như đây tôi cũng xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình họ nhà trai quê hương hòa bình của chúng ta để cho buổi lễ thành hôn của hai con cháu chúng tôi được thành công
tốt đẹp. Cuối cùng, thay lời của gia đình họ nhà gái, tôi xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý, cô, dì, chú, bác và bạn bè thanh niên nam nữ một lời chúc hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Cuối cùng tôi xin hết. Thưa toàn thể hội trưởng thân mến, chúng ta vừa được nghe lời phát biểu trang dâu của vị trưởng đoàn bên gia đình họ nhà gái. Và từ giờ phút này, từ ngày hôm nay đây, em Lan Hương sẽ về làm dâu trong dòng họ và làm con của gia đình, đặc biệt đó là vợ hiền của chú rể Hải Hoàn. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là nhà dâu nhà rể không xa, hai bên kết nghĩa giao hòa tình thân, mà nhà dâu nhà rể thì không gần. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, nuôi con khôn lớn như cảnh nở hoa, lời vàng ý ngọc thiết tha. Và giờ đây, vị trưởng đoàn bên gia đình họ nhà trai chúng tôi đang rất hồi hộp để có lời nhận dâu và lời chúc duyên cho các bạn trẻ. Xin ông trưởng một tràng pháo tay thật tâm liệt ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, được sự ủy quyền của các cụ, các ông, các bà nhà trai, tôi thay mặt gia đình họ nhà trai xin coi như là có lời trước tiên chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý vị đại biểu đã đến dự lễ thành hôn của cháu chúng tôi. Thứ hai là cảm ơn các ông, các bà, anh em họ nhà gái đã đưa cháu Lan Hương về cùng với nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Còn riêng đối với hai cháu, cháu Hoàn và cháu Hương, thay mặt họ nhà trai thì đã dặn các cháu là làm sao trong công tác giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ phấn đấu gia đình, tức là trăm năm hạnh phúc, thể hiện dâu hiền, tức là đại hảo, tức là đối với đôi bên gia đình. Và cuối cùng xin coi như là thay mặt họ gia đình nhà trai cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý vị đại biểu đã đến dự lễ thành hôn chung vui cùng gia đình và mừng hạnh phúc cho các cháu. Xin cảm ơn. Giờ đây xin mời hai vị trưởng đoàn cùng bước lên để bắt tay nhau và thể hiện một cái ôn thật là nồng nhiệt để thể hiện sự gắn bó keo sơn giữa hai họ, hai bên gia đình. Và xin được cảm ơn hai vị trưởng đoàn. Xin mời hai vị trưởng đoàn chúng ta cùng trở xuống phía dưới để mời chào mời nước cũng như tiếp quý vị khách quý. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như vậy nghi thức trao dâu nhận rể đã hoàn tất. Giờ đây xin mời công dâu và chú rể bước lên một bước ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, thưa hội trưởng thân mến, đúng là chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa đua sắc thắm chờ tương lai, mừng ngày sum họp trước mai, càng sâu nghĩa biển càng dài tình chung. Và xin mời cô dâu chú rể đứng ở chính giữa đây ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là lấy gì thì đắc nghĩa trả ơn, công cha nghĩa mẹ xóm thôn viện tròn. Giờ đây xin mời cô dâu và chú rể tay nắm chặt tay cùng nghiêng thân cúi chào quan tiên là họ, cũng như thay lời tạm cảm ơn toàn thể quý vị khách quý về dự buổi lễ thành hôn. Vâng, xin mời hai em ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, còn chúng tôi thì lại nói rằng bên đây thì mâm bánh nghĩa tình, bên kia ly rượu hai đứa mình chung đôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một tháp ly tình yêu và mâm bánh, những tầng bánh phu thê để cô dâu và chú rể cùng cắt bánh phu thê để chia ngọt sẻ bùi. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể và hai người cùng cắt tầng bánh thứ nhất. Tầng bánh đầu tiên tượng trưng cho lời nguyện ước cho ông bà cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Vâng, tầng bánh thứ hai ạ. Vâng, tầng bánh thứ hai tượng trưng cho lời nguyện ước tới các cô chú, các anh chị cũng như toàn thể bạn bè trang lứa được mạnh khỏe, hạnh phúc. Và tầng bánh thứ ba, lâu đài tình ái vang, đúng là một lời thề không xin thì đỏ, hai lời thề không vợ thì chồng, em nguyện theo anh đi suốt cuộc đời. Và giờ đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ di chuyển sang để cắt bánh. Và giờ đây là phần rất rượu để nhân giọt sâm banh được tôn trào trên tháp ly tình yêu. Và xin mời cô dâu và chú rể ạ. Chú rể hãy mở nắp chai sâm banh để hai người cùng hai ly rượu sâm banh. Đúng là mời em sắc rượu ta về hiếu liên thiên lý ta về bên nhau. Và kính thưa toàn thể quý vị, đúng là đã yêu nhau thì yêu như lửa đốt,
mà bên cạnh nào chẳng tránh ra cho. Mà đã yêu nhau thì yêu như hiểu đó. Trên thì có trời, dưới có đất, giữa có hai ta, thể hiện sức sống và tình yêu anh hiệp đôi bạn trẻ dành cho nhau. Vâng, giờ đây những giọt sâm anh đang được tuôn trào trên thắt ly tình yêu. Cao tay lên cho sâu chứa này đây. Vâng ạ, để những giọt sâm anh được tuôn trào trên thắt ly tình yêu. Vâng, cấp này đây, những niềm hạnh phúc ngọt ngào của cô dâu và chú rể trước sự chứng kiến của quan viên hai họ cũng như toàn thể quý vị khách quý. Dạ vâng, được rồi ạ. Vâng ạ, giờ đây xin mời cô dâu và chú rể cùng rót ra 6 ly rượu này ạ. Vâng, lúc này đây cô dâu và chú rể đang rót những ly rượu. Để tí nữa cô dâu và chú rể sẽ dâng ly rượu hiếu kính lên những bậc sinh thành. Và xin mời cô dâu và chú rể trở về vị trí trang trọng đấy. Trước sự nồng nóng của các cụ, các ông, các bà, sự chia ngọt sẻ bùi của bạn bè cùng trang lứa, vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy quay một góc nào đó để tận sự nhìn thấy nhau, để trao cho nhau những tình cảm tuyệt vời bằng cặp nhẫn xinh xắn trong ngày cưới hôm nay. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu ạ. Vâng, lúc này đây chú rể từ từ lấy ra cặp nhẫn xinh xắn và mở tủ đã từ lâu để trong giờ phút hạnh phúc ngọt ngào này để trao nhẫn cưới cho cô dâu. Vâng, xin mời chú rể ạ. Đúng là cầm tay em, anh chào vòng nhẫn cưới. Mắt em cười như hoa nở mùa xuân. Là thương em yêu, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Hạnh phúc liệt kề cho mỗi bước em đi. Vâng, Lan Hương kể lại nói rằng nhẫn này không phải nhẫn kim cương, nhưng mà trong chứa tim em đó, chiếc nhẫn liền kề cho tình thương. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và lúc này đây chúng tôi nhìn thấy một số quý vị, các bạn trẻ ở bên dưới đang phải giơ tay. Vâng ạ, vâng, chúng tôi đã nhận thấy rồi ạ. Vâng, chắc chắn rồi. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là khi mới yêu nhau thì muốn hôn một cái thì nghe thẹn thùng, đúng không ạ? Hôm nay nên vợ thành chồng, hãy hôn một cái để thỏa lòng ước ao. Xin mời cô dâu chúng ta ạ. Vâng, hãy đứng sẵn để đặt lên eo cô dâu và trao cho nhau một nụ hôn thật tuyệt vời. Nào, 1, 2, 3, 5, đứng tại 4, 3. Xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Tôi xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể cùng bước lên sân khấu, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin mời đại diện phía bên gia đình họ nhà gái cũng hai vị xin cùng bước lên sân khấu để đón nhận ly rượu hiếu kính đến từ cô dâu và chú rể. Tôi xin trân trọng kính mời. Và chú rể sẽ nâng ly rượu kính dâng lên phía bên gia đình họ nhà gái, và cô dâu sẽ nâng hai để lấy những tình cảm tuyệt vời của cô dâu và chú rể để tỏ lòng hiếu kính lên bậc sinh thành. Và giờ đây để tỏ lòng hiếu kính và cũng là sự mối tình thông gia gắn kết keo sơn giữa hai họ, hai bên gia đình, bây giờ xin mời hai bên gia đình cùng chạm ly, cùng cô dâu và chú rể cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin mời hai bên gia đình cùng chạm ly ạ. Cô dâu và chú rể sẽ cùng khoác tay nhau để uống ly rượu. Vâng ạ. Vâng, lúc này đây những nhà quay camera, những nhà chụp ảnh chuyên nghiệp, chúng ta hãy lưu lại những thông tin tuyệt vời này. Vâng, xin mời ạ, hai bên gia đình cùng nâng ly ạ. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Trở xuống phía dưới để tiếp đón quý vị khách quý. Vâng, xin mời ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, những tình cảm tuyệt vời, những giây phút hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay được đón nhận những tình cảm tuyệt vời đến từ gia đình họ nhà trai. Trong giây phút hạnh phúc ngọt ngào của chú rể Hải Hoàn và cô dâu Lan Hương, giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại của chú rể sẽ lên trao quà cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Ông bà ngoại của chú rể Hải Hoàn vô cùng vui mừng được chứng kiến những giây phút hạnh phúc của người cháu yêu quý của mình. Xin được ngàn lần cảm ơn ông bà. Chúc ông bà luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng, những tình cảm tuyệt vời.
vị ngày hôm nay đây, Lan Hương chính là Sâu Hiền, Sâu Thảo, bên gia đình, họ nhà trai, là người con trong gia đình. Xin quý vị một tràng vỗ tay tận đương nhiệt để chúc mừng hạnh phúc của gia đình họ nhà trai chúng tôi ạ. Và người trai yêu quý cũng nắm lấy tay người con trai mình, dặn dò rất nhiều điều, bắt đầu bước sang ngưỡng cửa hạnh phúc gia đình. Vẫn xin được trân trọng cảm ơn ông bà. Khi chuông rền vang, ngàn hoa thắm tươi hồng, bàn tay nắm tay cùng vui sướng trong lòng, tình yêu hẹn ước từ hai trái tim hồng, ngày nay kết duyên tình ta mãi đã. Diễn ra rất thành công và đáp lại những tình cảm tuyệt vời của các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể quý vị khách quý. Giờ đây xin mời cô dâu và chú rể cùng tay trong tay di chuyển tới các dây bàn để rót ra những ly trà thơm. Mời quan viên hai họ hai bên gia đình, xin mời hai em cô dâu và chú rể cùng có Huh!
tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Có nhiều mãi mãi.